Uh, xin chào các bạn trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà tải sách cho các thiết bị qua wifi mà không cần bất kỳ một cái tài khoản nào cả cái điều kiện cần đấy là bạn sẽ cần phải có một chiếc máy tính và cài caliber đồng thời là máy tính và thiết bị của bạn sẽ phải kết nối vào cùng một mạng wifi ok đầu tiên ở trên máy tính các bạn mở caliber lên thì trên hai công cụ nó sẽ có cái icon là connect share này thì các bạn bấm vào đấy ở dòng thứ hai các bạn sẽ thấy đấy là có start content server các bạn bấm vào đấy quay lại thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ cho các bạn một cái địa chỉ IP ví dụ như máy của mình đấy sẽ là 192.168.0.148 port 8080 HTTP Ok ở trên thiết bị thì các bạn mở cái phần trình duyệt web lên Ok các bạn sẽ gõ cái địa chỉ vừa nãy lên các bạn lưu ý là sẽ cho mình một cái địa chỉ à, ví dụ như của mình ấy là 192.168.0.148 port 8080 thì các bạn gõ giúp mình ấy là 2 chấm và gõ cái port đấy vào 8080. Enter. Các bạn để ý nhé, nếu như nó hiện ra cái tình trạng như này ấy, thì cả hai cái đều có như nhau thì các bạn nhấn vào here. Ok, các bạn thấy đấy là cái trình duyệt này nó sẽ truy cập vào toàn bộ cái sách mà nó có trong caliber của các bạn. Mình sẽ thử tải một cuốn ví dụ như là ở trên Kindle mình sẽ tải cái cuốn Hỏa ngục của Dan Brown, nó sẽ có hai định dạng là EPUB và MOBI, mình sẽ tải MOBI. Trên Kobo, mình sẽ tải cuốn ví dụ như cuốn này đi, Becoming của Michelle Obama. Ok, mình sẽ quay ra màn hình chính. Các bạn thấy một điều này, ấy là ở trên Kindle ấy thì nó sẽ không hiện cover sách. Nhưng ở trên Kobo thì nó vẫn có hiện cover. Tuy nhiên là trên Kindle nếu như các bạn khi mà bản thân cuốn sách đấy nó có cover ấy thì các bạn tắt màn hình ấy mà các bạn bật cái display cover thì nó vẫn sẽ hiện cover các bạn nhé. Mình sẽ thử với cuốn uh, Becoming. Ok, đấy là một chút khác biệt giữa hai chiếc máy này. Thì đấy cái cách nó đơn giản như vậy thôi ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video